Xin chào các bạn, mình là Phú, giáo viên dạy tiếng Nhật. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp kanji bài số 5 của giáo trình Minano Nihongo các bạn. Các bạn cùng tìm hiểu cách học kanji theo cái bộ sách lăng ba di bộ này như thế nào ha. Thì đầu tiên á, mình học á, giống như những clip trước Phú cũng có thưa với mấy bạn rồi á, cái bộ là cái cực kỳ quan trọng. Cái bộ này nếu mà không thuộc á, thì là sẽ không có học kanji được. Tại vì trong 9 bước học kanji thì cái bước đầu tiên mà người ta quy định á, là bộ là phải học trước. Bộ kanji từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, kê qua, giải đề rồi đi thi. Đây là 9 bước và đi theo trình tự của nó. Ví dụ như mấy bạn không thể học từ vựng và là học ngữ pháp nếu như trước đó mình chưa học kanji và học bộ. Còn mấy bạn ví dụ như mấy bạn học kanji, mấy bạn cứ mới đầu vô bạn cứ nhảy vô kanji bạn học liền cũng không đúng nữa. Phải học cái bộ của nó trước. Cái bộ mình phải nắm được. Thứ nhất là về ý nghĩa của bộ, nét viết của bộ và ngay cả những cái bộ biến thể của nó mình cũng phải học. Có nghĩa là 214 bộ là chưa có hết đâu, nó còn khoảng cỡ 150 nét biến thể của nó nữa. Có nghĩa là một bộ nó có hai cách viết á, thì mình phải nắm được tất cả những cái yếu tố này. Thì cái clip mà hướng dẫn về cái bộ này á, Phú cũng đã có up ở phía bên dưới phần bình luận ở những cái video số 1, số 2 các bạn. Mấy bạn có thể vô đó là mà xem lại những cái clip mà Phú hướng dẫn về cái 214 bộ này ha. Thì nó rất là quan trọng. Và cái cách học kanji này là theo giáo trình của Mina nha các bạn. Kanji nó rất là quan trọng. Nếu như mà tại vì cái kinh nghiệm của Phú là Phú dạy, khi mà Phú dạy N3 hoặc là N2 đi, thì các bạn đó học xong N4 rồi, hoặc là thậm chí là học xong N3 rồi, nhưng mà khi mà bắt đầu vô đọc hiểu á thì không có đọc được. Tại vì nhìn kanji mà nó không có phiên âm trên đầu á, thì là không đọc được. Tại vì mình học á, mục đích của mình chủ yếu là cũng để đọc sách, đọc báo, có thể đọc được những cái tin tức thời sự đồ này nọ, thì buộc là phải kanji của mình nó phải nhiều và phải đọc được cái âm on và cái âm cưng của nó nha các bạn. Rồi bữa nay mình vô bài số 5 ha. Cái việc mà mình trước đây mình không có từng học kanji, rồi bây giờ cái tự nhiên kêu mình là phải học kanji lại của Mina, mình cảm thấy nó bất hợp lý ở chỗ đó. Nhưng mà mấy bạn cũng phải tự hỏi bản thân mình là tại sao hồi xưa mình học lại không được học kanji. Ví dụ như cũng là một cái bạn đó học, nhưng mà hồi trước á thì người ta có học kanji, người ta cũng học cùng một cái lượng thời gian với mình, nhưng mà tới khi người ta học xong N3 ý N5 hoặc là N4 thì người ta có cả ngàn kanji. Mình cũng học một lượng thời gian giống như vậy mà mình không có kanji nào cả, thì buộc là mình phải học lại thôi. Tại vì nếu mà mình đi lên cũng đâu có đi lên được đâu, tại từ vựng ở trên kia thì nó cũng phải đòi hỏi có kanji mới có thể đọc được. Vậy thì buộc mình phải học lại là vì lý do đó. Còn nếu mà ngay tại cái cấp N4 mình học kanji á, thì là cũng không được nữa các bạn, tại vì không có cái giáo trình để mà nó ứng vô trong cái cấp ngay chỗ cái khúc đó. Đa phần là học kanji rời rạc, mà học kanji rời rạc thì nó sẽ không có hiệu quả được. Huống chi là mình học lại không viết nữa. Còn cái cách học này á, thì nó lại đi theo cái sách Mina để cho mình có thể là ứng dụng những cái chữ kanji mình đã học vào làm bài tập. Cái việc viết kanji nó rất là quan trọng ha. Rồi, mình vô bài số số 5 ha. Hành cô lai rai wiki học ra cường hiểu cô dịch đi kỳ phi hành cô cư kia thiền sen điện đa sa sa địa chi hai ca thiết tê triệu tăng sinh các canh tiếng sen tự di chuyển ten sa sa bộ hô hữu yêu đạt tới triệu bỉ hy nữ du gia ca tộc du cửa tiên sen chu siêu kim con đây đang nguyện ghi chữ khứ kêu niên nên đã tăng sinh sen những địa chi phố phương thông chư cấp kiều hình cô đặt tu cửa cấp kiều thứ gì phiên băng tiếng sen bá hạ cửa đã tạo phục phương cử kiến ken giáp cô tử si vn đã đang phát hành thành jo kanji mina là nó tới ngay chỗ này nè ha, nó 57 chữ. Rồi sau khi mình đã đọc xong phía sau, cái đọc hồi nãy là mình đương đọc âm Hán Việt và âm on của nó, các bạn học thuộc lòng như vậy thì nó nhanh hơn. Tại vì khi mình học chữ kanji nó có nhiều cái mình để học trong đó lắm. Bộ nè, ý nghĩa của bộ nè, nét của bộ nè, sau đó như kanji phải âm on âm cưng của nó nữa, rồi cách tách bộ của nó nữa, rồi cái hình thức cấu tạo của nó nữa, từ vựng chứa nó nữa. Cho nên nếu mà mình ngồi mình ghi lại cái chữ kanji thì mình chỉ nhớ được cái mặt chữ của nó thôi, còn âm on âm cưng mình không có động tới thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Mình đọc lại ha. Hành cô lai rai wiki học ra cự hiệu cô dịch đi ki phi hi hành cô cơ kia thiền sen điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tề trừ tăng xin cắn can tiến sen trừ chiến tan xa xa bổ hữu như đạo ta trừ bỉ hi nữ dô gia ca tập du cự tiên sen chú siêu kim con lai rai nguyện kia trừ khứ kêu nên nên đã tăng xin sen nhận địa chi phố phố thông chư cấp kia hành cô đạo tu cự cấp kia thứ di viên băng tiến sen bá hạ cự đã tập phục phước cự kiến ken giáp cô tử si viên đã phát hành thành dô đó. Thì cái việc đọc này á, theo kinh nghiệm dạy học của Phú trong thời gian qua thì Phú thấy như ai đọc cũng được cả các bạn. Cho dù các bạn giỏi hay các bạn dở, nó không quan trọng, không phải là vấn đề nằm chỗ đó, mà cái quan trọng là các bạn có chịu khó đọc hay không. Ta gọi là có lì đòn hay không á. Nghĩa là ví dụ như sáng mình đọc chút xíu, rồi chiều mình đọc chút xíu, sáng mình đọc chút xíu, chiều mình đọc chút xíu thì nó sẽ thuộc thôi.
Và bạn thấy khi mà nó thuộc rồi thì nó muốn quên nó khó lắm, tại vì nó hình thành cái phản xạ rồi. Còn nếu mà mình ngồi mình ghi ghi chép chép thì nó không được đâu. Mình thứ nhất mình không có thời gian nè, cái thứ hai là đối với những bạn mà ví dụ như cái sức tiếp thu kém á, ngồi ghi cũng không nhớ được. Và mình phải rất là miệt mài trong cái việc ngồi ghi mà cũng không có thời gian nhiều nữa bạn. Cho nên là cái cách mà học thuộc lòng là nhanh nhất. Thì cho dù mấy bạn dở, mấy bạn đọc nhiều thì nó vẫn hay hơn là cái người mà giỏi mà không chịu đọc thì cũng không nhớ được ha. Ta gọi là cần cù bù thông minh á. Thì mình chịu khó mình đọc thì nó sẽ thuộc thôi. Rồi tiếp theo, mình vô trong bài. Bây giờ mình tập trung vô mình đi nha bạn, tại vì bài này nó cũng hơi nhiều kanji nè. Rồi, cái chữ hành này là một bộ hành đi thôi nha, một bộ thôi ha. Trong 214 bộ, đổi đây là bộ hành đi, từ vựng mà chứa cái từ vựng này trong bài số 5 Mina là chữ Ikimasu á. Thì mình viết nó một bộ hành đi thôi ha. Đó. Tại vì đây là bộ, thành ra mình cứ viết bộ này thì nó sẽ ra chữ hành. Rồi tiếp theo, lai rai. Lai này trong từ Kimat của bài số 5 Mina. Thì lai này thì là lai nhất mễ, mình viết bộ nhất trước. Rồi mễ gạo. Đó, thì nó là ra cái chữ lai ha, lai rai. Rồi tiếp theo. Wiki. Wi này trong từ là cả Erimat của bài số 5 á, wi thì là wi đao kệ mịch. Rồi tiếp theo căn. Wi đao ha, kệ mịch. Chăng đó là nó ra chữ quy trong từ cái đi mát rồi cái đi mát ha. Đó. Tiếp theo học ra cừ, học tiểu mịch tử ha, học này trong từ mà gạt cô từ vựng của bài số 5 á, học tiểu đây là tiểu biến thể nha, mà tiểu nguyên thể là cái này nè ha, tiểu mịch tử đó là chữ học, nó đọc là gạt cừ. Nó nằm trong từ mà gạt cô á, có nghĩa là học hiệu, hiệu chữ này nè, hiệu mộc giao, gọi là hiệu mộc đầu phụ mộc ha, đầu phụ cha đó. Thì chữ hiệu này đọc là cô, thì khi mà nó gáp vô như thế này nó sẽ biến âm cái chữ này, nó biến thành chữ nhỏ, nó đọc là gạt cô để nó tạo thành hai âm, thay vì đọc là gạt cừ cô thì vậy nó là ba âm. Trong tiếng Nhật thì lúc nào người ta cũng chuộng cái cách đọc ngắn hơn là cách đọc dài ha, lịch sự nó mới đọc dài thôi. Rồi tiếp theo. Dịch Iki. Chữ dịch này bạn thấy bộ mã ngựa trước nè, phía sau này nó có chữ xích. Chữ xích này nó gồm thi sát và việt phải chữ R trong chữ chú chiêu á ha. Dịch đọc là Iki trong từ mà Iki nhà ga của cái từ vựng bài số 5 á, thì là dịch mã xích, thì mình viết bộ mã ngựa trước. Ha, mã ngựa. Và tiếp theo xích. Để thi sát nè, đó xích. Chữ R nữa là chữ xích, nó dịch nó đọc là Eki. Thì khi mình đọc thuộc lòng mình cũng là dịch Eki phi hành của cơ kia thiện sen đó ha. Rồi tiếp theo. Phi hi, đây là một bộ phi bay này nha bạn. Đây là một bộ phi bay ha. Hành cô đây là một bộ nữa nè, cơ kỳ. Cơ kỳ đây là nó trong cơ kỳ thì có nhiều bộ hơn. Như có một gỗ nè, yêu nhỏ nè, qua qua nè, nhân nhân người chỗ đây ha, và nó ráp lại đọc là hi cô kỳ là trong từ vựng bài số 5 á. Thì mình viết phi hi trước. Phi nè ha. Đây là một bộ phi bay. Phi hi, nghĩ xấu quá. Viết lại nha. Phi hi ha. Đây là một bộ. Rồi tiếp theo hành cô một bộ ha, cơ kỳ cơ mộc yêu ba nhân cơ, bắt đầu mình viết mộc trước, yêu qua nhân ha, cơ mộc yêu qua nhân thì nó sẽ đáp bài đọc là hi cô kỳ ha, phi hi hành cô cơ kỳ. Rồi tiếp theo thuyền sen, đây là bộ phía trước là bộ chu thiền nè, phía sau là có bộ bát tám và khẩu miệng ha. Thuyền sen này trong từ phu nê, từ vựng có bài số 5 á là chu thiền ha. Đó. Thuyền sen, thuyền chu bát khẩu ha, là nó ra chữ thuyền. Rồi tiếp theo điện đen, chữ điện này thì mình học ở những bài trước rồi, điện vũ nhật ất, điện vũ mưa. Đây là bộ vũ mưa, nhật ngày.
Rồi tiếp theo Akan ha. Akan này là biến thể nguyên thể của nó như thế này nè, đó. Biến thể thứ nhất của nó là như thế này, còn biến thể thứ hai của nó là như thế này. Đó. Ba cái này nó đều là cái này cả. Rồi tiếp theo, xa xa, đây là một bộ xa xe nhé bạn, một bộ xa xe. Một bộ thì mình không có đánh dằn được, nó xa xe. Rồi tiếp theo. Địa chi, địa thổ giả, chữ giả này bữa hổm mình Phú có nói rồi đó, chữ này không tách nó nữa. Địa thổ, bộ thổ và chữ giả nha. Địa thổ và giả. Ha. Địa thổ giả, địa này đọc là chi. Trong từ địa hạ thiết á, chika tê trừ ha, địa hạ thiết có nghĩa là tàu điện ngầm. Thì khi mình đọc á thì mình đọc như thế nào? Điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tê trừ tăng xin cắn can tiếng xe thì đi chứng ten. Đó, thì mình cứ ráp là địa chi hạ ca thiết tê trừ, thì chứ địa lúc nào nó cũng đọc là chi, chứ hạ nó cũng đọc, lúc nào cũng đọc là ca cả khi mà nó ráp canh gì khác á. Địa hạ, hạ là nhất bốc, chữ hạ này mình không cần tách luôn cũng được nữa, tại vì cái này nó cái bộ nó đơn giản, nhìn cái nét nó đơn giản các bạn. Rồi thiết tê trừ, thiết kim thắt, thì thắt này thì là thắt nhân đại, nhân nằm với lại cái bộ đại to ở dưới, thì mình sẽ tách ra theo hai hình thức. Một, nếu mà tách lục thư thì là thiết kim thắt, còn nếu mà tách theo bộ thì là thiết kim nhân đại ha. Thiết kim, đây là bộ kim vàng nè, nhân nè ha, đại nè, đó thì là thiết, đọc là tê trừ. Trong từ mà chi ca tê trừ, địa hạ thiết, ví dụ như địa hạ thiết, địa chi hạ ca thiết tê trừ, địa chi hạ ca thiết tê trừ, thiết kim thắt. Đó, chika tê trừ ha. Rồi tiếp theo, tăng xin cán can tuyến sen, nhiều tăng cán tiếng nó sẽ đọc là xin can sen. Trong cái từ vựng của bài số 5 á, thì tăng, tăng lập một căn ha, tăng lập một căn, mình viết tăng trước, lập nè, mộc nè ha, căn búa, cái này là căn búa nha các bạn. Còn mà căn khăn á là cái này nè ha, căn khăn là cái này, còn cái này là căn búa. Căn lập một căn, căn lập mộc, tăng lập một căn ha. Rồi tiếp theo cán can, cán thập nhật thập nhân can, và là cái bộ, bộ này là bộ can can các bạn. Trong can, trong từ can chi á, bộ trong phần bộ Phú có nói rồi á, là cán thập nhật thập nhân can ha, cán bộ thập nhật thập. Rồi nhân can đó thì là mình có xin nè, bắt đầu nó có can nè, bắt đầu tới chữ tuyến ha. Tuyến thì tuyến mịch tuyền, và là tuyến mịch bạch thủy, đây là ba bộ các bạn, tuyến mịch. Rồi tiếp theo bạch, bạch trắng á. Rồi tiếp theo tới thủy nước đó, thì nó sẽ đọc là xin can sen. Còn tách bộ nó ra là tăng lập mộc căn, cán thập nhật thập nhân can, tuyến mịch tuyền, và là tuyến mịch bạch thủy. Đó, thì nó sẽ ra là xin can sen. Rồi tiếp theo tự di chuyển ten xa xa, đó là di ten xa, tự di chuyển ten xa xa. Tự di thì là một bộ, mình viết trước nè, một bộ tự di ha. Chuyển ten, chuyển xa văn, và chữ này là chữ văn nè, nếu mà tách theo lục thư thì mình tách vậy, còn nếu mà tách theo bộ thì là chuyển xa nhị khư. Chuyển xa, mình viết bộ xa xe trước. Rồi tiếp theo tới nhị, rồi khư, đó, nó là chữ chuyển, chuyển xa nhị khư. Rồi tiếp theo xa xa với này, chi ten xa đó, thì tự di nè ha, chuyển ten nè, rồi xa xa nè ha, là di ten xa đó. Rồi tiếp theo bộ hô, bộ ở trên là bộ chỉ dừng nè, dưới đây có bộ tiểu nhỏ, nó có phiệt trái nữa, nó là chữ bộ, chữ thiểu á. Ví dụ như bạn tách theo lục thư thì là bộ chỉ thiểu, và là tách theo bộ thì là bộ chỉ tiểu phiệt ha, bộ chỉ dừng. Rồi tiếp theo tiểu nhỏ thì trái, nó ra chữ bộ ha. Rồi tiếp theo trong từ mà aruite á, từ vựng này trong từ aruite của bài số 5. Rồi tomodachi là hữu đạt, chứ nó không đọc là chiêu ta trừ nha. Từ vựng này là trong cái từ dạng mà đặc biệt hai kanji đứng cạnh nhau, nhưng nó đọc bằng âm, đọc bằng âm on á, ý âm cưng á bạn, nhớ chú ý cái đó ha. Hữu thì là hữu nghệ, hữu, hữu là nghệ, nghệ nè ha. Rồi tiếp theo là hữu lại nè, đó hai bộ. Cái này, ủa cái lộn, cái này nó không phải là cái bộ nha bạn, đây là chữ nghệ. Chữ nghệ này là chữ ít trong chữ khí á, còn này là viết ngang của nó. Rồi đạt, đạt thổ dương xước, mình viết bộ đạt thì nó gồm có thổ đó,
rồi dương, dương dê, rồi xước bước, đạp thổ dương xước. Rồi cái này nó đọc là tô mô, cái này nó đọc là ta chi, nhưng mà đây đọc biến âm mà đọc là đa chi. Còn này hữu diêu đạt ta trừ, cái chữ đạt ta trừ này nó ráp những kanh di khác này đọc là ta trừ cả nhớ bạn. Trong từ tô mô đa chi của từ vựng mình số 5 á. Rồi tiếp theo bỉ hy là trong từ mà kare, bỉ thì là xích bì, đây là bộ bì da, còn đây là bộ xích bước chân ngắn ha. Bỉ xích bì, xích bì đó, bỉ xích bì thì trong từ bỉ, trong từ kare là anh ấy ha, bỉ xích bì. Rồi tiếp theo, rồi chúng ta tiếp theo ha, nữ xô trong từ bỉ nữ á, đọc là kanojo, thì nữ này là một bộ thế bạn, thành ra mình cứ viết một bộ nó bình thường thôi. Nữ xô, chữ xô này nó không có ư, thì chữ nữ nó chỉ có hai chữ thôi ha. Rồi tiếp theo gia ca, trong từ mà gia tộc á, đọc là kazuku của từ vựng bài số 5. Gia ca tộc suku thì là gia miên thủy, ở trên là bộ miên mái với là bộ thủy heo. Miên thì mình viết bộ miên trước rồi tới tới bộ thủy heo trước ha. Gia miên thủy. Rồi tiếp theo tới chữ tộc, tộc suku thì là tộc phương nhân thủy, đây là một bộ, bộ này là bộ thủy, là mũi tên trong từ isa, nó cũng có bộ này nữa các bạn ha. Tộc phương nhân thủy thì mình viết là phương, đây là bộ phương vuông nè, nhân này ha, rồi thủy heo ý, thủy tên này ha. Các bạn nhớ nè, đây đây là thủy mũi tên nha, còn đây là bộ thủy con heo nè, hai cái nó khác nhau. Gia ca tộc du cừ thì mình ráp nó lại, nó mình đọc là ca du cừ thôi ha. Ca du cừ đó. Rồi tiếp theo tiên sen chu siêu, nó đọc là sen siêu trong cái từ vựng của nó đó, thì tiên là tiên nhân ngu, còn chu này thì là chu chu xước, rồi chữ chu này thì là huynh thổ khẩu xước cũng được ha. Nhưng mình trước tiên mình học chữ tiên này trước cái đi, tiên nhân ngu thì các bạn thấy là ở trên nè, tiên tiên ngu nhân chứ lộn, nó có bộ ngu trâu nè đó. Nhưng mà cái này cái nét này nó dài nữa, bạn thấy không, lấy bộ nhân đứng, bộ nhân đi nó chồng lên nè, cho nên các bạn sẽ không thấy được cái nét chính giữa này. Đây là hình thức viết chồng của kanji. Rồi tiếp theo tiên, tiên ngu nhân, rồi bắt đầu chu, chu chu xước, mấy bạn thấy chữ chu nè, mình viết chữ chu nhỏ ở trong cái đó. Chu huynh thổ khẩu hay chu này trong từ chu vi, còn chu mà chu lớn á, chu có xước á là trong từ chu từng nè, bắt đầu thêm xước vô thì nó sẽ thành là chu từng. Thì tiên sen chu siêu ha, để nó đọc là sen siêu. Rồi tiếp theo kim, kim nhân nhị phiệt, cái từ này bữa hỏi mình học rồi. Rồi la nhất mễ hồi nãy mình cũng học rồi, nguyệt kia trừ một bộ ha, khứ vô khứ thổ khư, ở trên là khổ nè, ví dụ như khứ niên nó đọc là kiêu nên đúng không, thì là khứ thổ khư mình sẽ viết là khứ thổ rồi khư, nó đọc là kiêu. Kiêu này nó không ư, tại chữ khứ nó ba chữ, nó liệt vào trong cái dạng mà giống như là giữa giữa hai chữ thì nó sẽ không có ư, trường âm của nó hiếm khi nào nó có ư lắm. Còn 4 chữ trở lên thì 95% nó sẽ có trường âm ư, còn 3 chữ thì có chữ có chứ không, cái đó mình phải tự nhớ ha. Khứ kiêu. Rồi niên nen, niên nhân. Rồi tiếp theo các bạn thấy dưới đây nè, 1/2 của bộ xiển sai. Cái này người khác không giải thích được đâu mấy bạn. Cái này là do Phú trong cái thời gian mà dạy kanji 4-5 năm qua, bắt đầu ngồi nghiên cứu sách vở đồ này nọ thì mới phát hiện ra là kanji á, người xưa người ta quy định nó đều nó có cái bộ trong đó cả. Còn nói là chữ kanji á mà mình học á, nếu mà mình không quay ngược về cái gốc tiếng Trung của nó để mà mình học thì mình sẽ không có hiểu được tất cả những ý nghĩa của chữ kanji đâu ha. Này bộ xiển sai thì nó như thế này nè. Ha, nguyên thể của nó, còn biến thể nó sẽ bị mất 1/2 này, cái này nó chính là bộ cái chữ niên như này nè, các bạn thấy không? Nó là một á. Đa phần người ta sẽ không nhìn thấy cái đó, tại vì người ta học kanji á, nó không có đi về cái gốc và người ta cũng không có đào sâu nghiên cứu cho nó nữa. Rồi tiếp theo đảng tan, đảng ngôn duyên và đảng ngôn phiệt, chỉ này cái này bộ này là bộ dẫn bước nha bạn. Số 3 còn bộ xước bước á là giống như trong chữ chu ở trên đây nè, đây là bộ xước nè, còn số 3 này là bộ dẫn. Đảng ngôn phiệt chỉ dẫn thì mấy bạn viết ngôn trước, phiệt nè, rồi tiếp theo tới chỉ dừng nè, rồi tiếp theo tới dẫn nè đó. Thì nó là chữ đảng, đảng này đọc là tan đó. Rồi đầu sinh xê, sinh thì là một bộ sinh sinh này đúng không, sinh này sinh nó đọc là c, nhưng mà ở đây nó không đọc là c mà đọc là jo, trong từ mà tan jo bì á, Nhật nó đọc là chi hoặc là hi, hi là ông cưng của nó đó, thì nó sẽ nằm trong cái từ vựng là tan jo bì, đảng sinh nhật ha. Rồi tiếp theo tới chữ phổ, phổ này các bạn có thể tách như ở trên là chữ tịnh nè, phổ tịnh nhật, còn nếu mà tách chữ tịnh ra thì nó là có bộ tường mảnh, rồi dưới đây cổm, rồi tường, rồi bắt đầu mới tới nhật, thì phổ là
tường, cổm, tường, nhật. Và lại bạn ghi tốt nhất là nên tách theo luật thư thì nó gọn hơn, tại vì nó chỉ cần ra hai thôi, là phổ tịnh nhật thôi, thì mình viết chữ tịnh ha, rồi sau đó mình viết chữ nhật thì nó sẽ ra lại là chữ phổ, là phư ha. Chữ phư thì nó không có ư nhé bạn. Rồi thông chư, thông chư, thông tiết dụng xước, đây là bộ tiết tre nè ha, dụng nè, rồi tiếp theo xước nè đó. Cái bộ tiết ở trên đây nè bạn, đây là dạng tiết nguyên biến thể, còn tiết nguyên thể của nó là như thế này nè bạn. À, tiết nguyên thể của nó, cái chữ này mấy bạn có thể nhận dạng nó vô trong chữ mệnh lệnh á. Ví dụ như bình thường mấy bạn sẽ thấy nó viết như thế này, đúng không? Nhưng cũng có trường hợp á là nó không viết như thế này. Ví dụ như nó có cái chữ mệnh này, ví dụ chữ lệnh này, nó viết như thế này đúng không? Có chỗ á, nó viết như thế này nữa bạn. Nó viết như thế này nè ha. Thì mình cũng phải biết nha các bạn. Rồi tiếp theo. Rồi, cái cấp kêu. Cấp cái này chỉ bộ giác sừng nè, biến thể của bộ giác sừng nằm ở trên kệ đầu và tiếp theo tâm tim. Cấp tiết cấp giác kệ tâm ha. Giác kệ tâm. Đây là bộ kệ đầu nè, đây là bộ giác sừng. Giác sừng mà nguyên thể của nó là như thế này nè bạn. Đó, giác sừng nguyên thể của này, còn này là kệ là đầu con nhím, là cái này nè ha. Và tâm này là tâm trái tim nè, tâm đứng của nó là như thế này ha, để nhớ chú ý. Rồi tiếp theo, ví dụ như cái này là phật chư là tàu thường nè, còn này là kiêu cồ, là kiêu cồ là tàu tốc hành á, đây là bộ hành đi này ha. Đặt đặt thì là đặt ngu tự và đặt thổ thốn cũng được. Rồi đặt cấp, cấp kiêu thì đặt cấp là tọt kiêu á, chữ cư để biến thành chữ siêu nhỏ thì là ngu tự, mình viết bộ ngu trâu chứ đó. Trong từ mà tiên sen á, bỏ này thêm bộ nhân ra chữ tiên nè. Rồi tự, tự thổ thốn đó, bộ thổ trên bộ thốn với là chữ tự trong cái chùa. Rồi ví dụ cấp, cấp giác kệ tâm đó, thì nó sẽ ra là tọt kiêu ha. Rồi tiếp theo, thứ gì, thứ băng khiếm ha, hai chấm băng, đây là khiếm thiếu. Rồi tiếp theo, phiên băng, phiên biện điền, cái chữ này bữa hổm Phúc có nói rồi ha, phiên biện điền, đây là bộ biện, là phân biệt nè ha, chứ không phải là phiệt với mễ gạo nhé bạn, không phải là phiệt mễ gạo nha, đây là một bộ thôi. Rồi này là điền ruộng nè ha, phiên biện điền. Rồi tiếp theo, tuyến, phiên băng tuyến sen, tuyến dù nữa này là băng sen, trong từ mà nan băng sen đó, tuyến, tuyến mạch tuyền, hồi nãy mình có học rồi đó, tuyến mạch tuyền, trong từ mà tăng cán tuyến đó, sinh canh sen ha, tuyến mạch. Rồi tuyền, tuyền thì gồm có tuyền bạch thủy đó, tuyến mạch tuyền ha, trong từ băng sen. Bát ha cừ, bát ha cừ này trong từ vựng nằm ở dưới hakata ở dưới bạn, từ trong nằm ở phía dưới từ vựng ha, thì là bát thập. Ở đây chữ chuyên, chữ này mà mấy bạn bỏ bỏ cái chấm này ra thì nó là chữ chuyên, hay còn ở đây nó có thêm cái chấm vô, nó không phải là chữ chuyên nữa. Nhưng mà ở đây các bạn nhớ như thế này nè, mình sẽ tách nó ra là thập, nhất, nhật, cổn, thốn, chủ ha, nó hơi nhiều. Còn nếu mà mình nhớ được chữ chuyên thì mình thì nó dễ, mình sẽ tách này là bát thập chuyên chủ thôi, bát thập rồi viết chữ chuyên ra, rồi chủ đó là bát. Như trong từ mà bác sĩ là tiến sĩ này là HKC á ha. Rồi data, đa tịch, tịch hai bộ tịch tối này thì dễ rồi ha, hai bộ tịch tối. Rồi tiếp theo, phục phương cừ, phục nhân khuyển, phục nhân khuyển, nhân người và khuyển chó đó, phục nhân khuyển. Thì khuyển này là khuyển nguyên thể, khuyển biến thể nó như thế này nè ha, trong từ mà neko á ha, nhớ chú ý cái đó. Rồi tiếp theo, kiến ken, kiến thì là một bộ kiến trong, giáp thì là giáp, ở đây nó là nhật cổn nha các bạn, giáp nhật cổn. Tử là một bộ tử con, viên thì là viên vi thổ khẩu y, như viên mình viết bộ vi vây cái ha. Rồi thổ nè, khẩu nè, rồi y nè ha, đây là bộ y áo, y áo nguyên thể của nó là như thế này nè đó, đây là y áo nguyên thể của nó, mình đóng nó lại ha. Rồi tiếp theo, đại đai, phản han, phản thổ phản, thì chữ phản phía sau này có thể tách là phản hán hụ cũng được, phản thổ hán hụ, hoặc là mấy bạn nhớ chữ phản rồi thì mình sẽ tách nó ra luật thư thôi, phản thổ phản đó là chữ phản ha. Và tiếp theo, phản này là con dốc nha bạn,
còn mà phụ phản nó mới nằm trong từ Osaka-jo ha. Ở đây là Phú Đánh hồi xưa, Phú Đánh chỗ này là đáng ra nó phải là bộ phụ gò là chữ B nó mới ra Osaka-jo, nhưng mà đánh như thế này thì có nhiều bạn nhầm lẫn á, thành ra Phú Để luôn. Để khi mà ví dụ như đọc tới từ vựng này thì mình hỏi người ta, à chữ phản này có đúng là trong từ Osaka-jo không, thì nếu mà người ta tinh ý người ta sẽ nhận ra đây không phải, tại vì đây là thổ phản trong từ Saka là con dốc, chứ nó không phải là phụ phản trong từ Osaka-jo ha. Và thành jo, thành thổ bao qua, thành thổ ha. Rồi tiếp theo bao bọc, qua qua đó. Rồi giặc bắn thì nó như thế này ha. Nhớ chú ý qua qua thì nó có cái thêm cái nét này nữa, thành jo. Đây đó, đó là những cái từ vựng mà trong cái kanji của bài số 5 Mina này. Rồi nếu bạn thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ giùm mình ha. Chúc mấy bạn học tốt và cố gắng học kanji thật là nhiều, tại vì nền tảng kanji là rất là quan trọng để bạn có thể học lên N3, N2, N1. Còn nếu mà kanji mà mình học mà mình không có chất lượng thì là vĩnh viễn sẽ không thể nào học lên trên cao được ha. Chúc mấy bạn thành công. Bye bye các bạn.